Chào bạn nhà mình quay trở lại với kênh YouTube của Kiều Nguyễn. Saffron hay còn gọi là nhụy của hoa nghệ Tây là loại thảo dược tự nhiên, an toàn và lành tính, phù hợp với rất là nhiều đối tượng sử dụng. Vậy thì phụ nữ mang thai có sử dụng được saffron hay là không? Mời cả nhà mình cùng tìm hiểu thông tin trong video của Kiều ngày hôm nay nhé. Thông thường các mẹ bầu khi bắt đầu thai kỳ thì đều lựa chọn là tạm ngưng sử dụng các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Bởi vì những mẹ bầu lo lắng rằng những cái sản phẩm này sẽ mang lại tác dụng phụ cho mẹ và bé, và trong đó thì có cả saffron. Nhưng trên thực tế thì chị em phụ nữ mang thai hoàn toàn có thể sử dụng saffron để mà chăm sóc sức khỏe, giúp bồi bổ cơ thể và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu trong quá trình mang thai. Tuy nhiên, những chị em phụ nữ của mình nên lưu ý rằng chỉ nên sử dụng saffron khi mà thai nhi đã được ở tháng thứ 5 và tháng thứ 6 trở lên. Và mình chỉ sử dụng ở liều lượng thấp là tầm 3 đến 5 sợi cho một lần uống, và mỗi một ngày thì không sử dụng quá 2 lần. Sau đây là những công dụng tuyệt vời của saffron mang lại cho phụ nữ mang thai, như là cải thiện giấc ngủ, cải thiện tâm trạng. Trong thời gian mang thai thì do sự thay đổi của hormone làm cho mẹ bầu trở nên lo lắng và tâm trạng dễ thay đổi. Uống saffron giúp cải thiện tinh thần, giúp ngủ ngon hơn và thoải mái hơn. Thứ hai là giúp bổ sung dinh dưỡng và các khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu trong thời kỳ mang thai. Thứ ba là giúp ổn định huyết áp cho các mẹ bầu. Cao huyết áp trong quá trình mang thai thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của các mẹ bầu và dễ gây ra các cái tình trạng như là tiền sản giật. Thứ tư là giảm các tình trạng ruột rút khi mà thai nhi ở các tháng cuối của thai kỳ. Thứ năm là giúp làm sáng da, ngừa các vết nám. Thứ sáu là cải thiện tiêu hóa, giúp mẹ bầu có đường ruột khỏe hơn, ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, táo bón ở mẹ bầu. Các mẹ bầu có thể sử dụng saffron với sữa ấm, pha cùng với mật ong hoặc là kết hợp với các món ăn hàng ngày. Mẹ bầu cũng nên lưu ý rằng là không sử dụng saffron khi bụng đói và sử dụng saffron với liều lượng phù hợp để mang lại một cái sức khỏe tốt cho chị em phụ nữ mình trong quá trình mang thai nhé. Cho nên để sở hữu được những công dụng tuyệt vời mà saffron mang lại cho chị em phụ nữ của mình trong quá trình mang thai thì các mẹ bầu của mình khi mà sử dụng saffron thì hãy hỏi kỹ cái người mà tư vấn saffron của mình để biết được cái cách sử dụng và cái liều lượng sử dụng cho phù hợp thì mới mang lại sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé trong quá trình mang thai nhé. Cả nhà mình có những thắc mắc gì về saffron có thể để lại tin nhắn cho Kiều. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi hết video của Kiều hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.